Hồ Văn Cường mua nhà cho ba mẹ tại thành phố Hồ Chí Minh với sự hỗ trợ của đại gia nghìn tỷ đất Ninh Bình. Sau khi chính thức ra đi với ekip cũ của cố ca sĩ Phi Nhung và nhận được sự đỡ đầu từ danh ca Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường đã không giấu nổi sự hào hứng và vui vẻ khi được mọi người giúp đỡ sau loạt ồn ào. Trên trang cá nhân của danh ca Ngọc Sơn, nam danh ca cũng thường xuyên chia sẻ những sự kiện nhằm đưa giọng ca nhí trở lại với con đường nghệ thuật sau ồn ào. Điều đặc biệt mà mức cắt xê của nam ca sĩ sinh năm 2003 nhận được khiến nhiều người không khỏi choáng váng. Theo đó, danh ca Ngọc Sơn tiết lộ rằng mức cắt xê của Hồ Văn Cường rơi vào khoảng 200 triệu đồng trên một show. Trên trang cá nhân của mình mới đây, danh ca Ngọc Sơn tiếp tục chia sẻ đoạn clip ngắn tập nhạc do Hồ Văn Cường nhằm chuẩn bị diễn tại Hà Nội vào ngày 27 và 28 âm lịch sắp tới. Có nguồn tin hé lộ rằng show sắp tới đây sẽ có mức cát xê là 500 triệu đồng. Cường sẽ hát tại Hà Nội và Ninh Bình với khoảng 27 bài hát. Hồ Văn Cường đang dự định mua nhà tại thành phố Hồ Chí Minh vì không muốn ba mẹ ở nhà thuê. Hơn nữa, đó cũng là ước mơ từ nhỏ của em. Lẽ ra, ráng làm việc để có thể báo hiếu cho ba mẹ đến nơi đến chốn. Do kinh tế hiện tại của Cường chưa được nhiều, nên Cường dự định sẽ mua căn nhà và làm hợp đồng để trả góp. Mặc dù Bầu Thủy đã lên tiếng sẽ hỗ trợ Cường mua nhà, nhưng Cường từ chối vì Cường không muốn nhận ân huệ quá lớn với Bầu Thủy và danh ca Ngọc Sơn. Giúp đỡ Cường như vậy là quá nhiều rồi, nên Cường muốn tự mình đứng lên bằng sức lao động của mình. Cường đã bàn với ba mẹ rồi, Cường sẽ mua nhà vừa với kinh tế của em và có thể Cường sẽ làm hợp đồng mua góp dần và ba mẹ cũng đã thống nhất với em. Danh ca Ngọc Sơn và đại gia đất Ninh Bình cũng cho biết, nhưng chỉ có ký và đưa ra ý kiến tốt nhất cho em và mọi việc để em tự quyết định. Trên mạng truyền thông, mỗi khi có hình ảnh nào liên quan đến Hồ Văn Cường thì cộng đồng mạng bắt đầu lan truyền tay nhau và cùng bàn luận với nhau về Cường. Nhìn vào những hình ảnh đó của Cường, ta có thể thấy giọng ca nhí đã bắt đầu hòa nhập lại với nhiều công việc mà thầy Ngọc Sơn đã phải trao cho em. Được biết, Ngọc Sơn đã chuẩn bị trang phục cực kỳ hoành tráng cho cả hai thầy trò trong tiết mục biểu diễn ngày 22 tháng 1 và ngày 27-28 tháng 12 sắp tới. Mỗi ngày tài năng nhí sẽ có 3 giờ để tập luyện thanh và học hát cùng thầy của mình. Anh xem giọng ca nhí như một người cháu trong gia đình, hướng dẫn tận tình chị từng lời trong bài hát. Qua một số buổi tập luyện, Ngọc Sơn thấy Cường rất ngoan ngoãn, nói cái này chưa được, cái kia chưa được, Cường nghe lời liền. Với chất giọng có âm sắc đẹp và lạ của Cường, kết hợp với học thuật của Ngọc Sơn truyền dạy sẽ giúp Cường hoàn thiện hơn về giọng hát.